Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh NDA. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham gia vào một chương trình Airdrop của dự án có tên là Autominter. Dự án này thì có thể xem một dự án khá tiềm năng, anh em có thể thấy web nó thì cũng nhìn cũng rất là đẹp, giao diện thì khá ổn. Dự án này chuyên về NFT. Đấy, anh em thấy đấy. Đây, cho anh em xem. Thì nhìn chung là đối với cái dự án này thì chúng ta cũng không biết trước được điều gì. Tuy nhiên dự án có giới thiệu như sau: nó sẽ cung cấp một cái đợt airdrop, airdrop về tên mã của cái token là AMT. Thì khi mà anh em tham gia vào chương trình airdrop này thì anh em sẽ nhận được cái mã phân phối AMR này, sorry anh em, AMR. Thì ở đây nó có ghi rõ này, đủ điều kiện này, những người có thể yêu cầu Aerob, thì những người có sẻ Pro này đã triển khai tới Mainnet, những người dùng Autominter là thành viên cộng đồng AM và được chọn từ danh sách truy cập. Thì đây chính là cái danh sách truy cập mà các bạn có thể tham gia. Đấy. Thì tham gia anh em như sau, chúng ta sẽ tiến hành liên kết cái ví MetaMask của chúng ta này. Đấy, chúng ta nên dùng ví phụ trong cái trường hợp này. Đó, bây giờ nó sẽ yêu cầu ta ký Lucid. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành kết nối với tài khoản Twitter của chúng ta. Ta cấp quyền ứng dụng. Bước này thì đơn giản thôi. Rồi tiếp theo các bạn sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ điền email vào tùy chọn để chúng ta nhận cái thông báo với email. Các bạn điền được mà không điền được cái nhiệm vụ này tùy chọn. Ta tiến hành join list. Ở đây thì yêu cầu chúng ta là phải follow cái tài khoản Autominter. Ta tiến hành follow. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta join list này. Rồi tiếp theo các bạn sẽ có link dev nhé. Đấy. Thì ở đây nó cũng ghi rất là rõ cho anh em. Đảm bảo bạn làm theo các bước ở bên dưới để yêu cầu mã group thông báo AMR cho mình. Nếu bạn không có tên trong danh sách, bạn sẽ thua cuộc. Đăng lập cái đối ví theo dõi Autominter, nhập email vân vân. Có thể tham gia sách mời người khác, giới thiệu 5 người để kiểm mã thông báo tiền thưởng. Khi bạn đã tham gia thành công, sách truy cập thông báo tự động và sẽ nhận một liên kết có thể chia sẻ. Đấy. Thì ở đây chúng ta cứ làm đầy đủ nhiệm vụ đi. Còn nếu anh em có khả năng tuyển dev thì anh em có thể lấy cái link dev phía trên đây nhá. Đó, tất cả chỉ có thế thôi, vì chúng ta đã kết nối với Autominter nên là sau này dự án nếu mà có phân phối thì nó sẽ phân phối cho chúng ta sau. Đấy. Ở đây nó có một cái câu hỏi là làm sao tôi biết có thể chiến thắng này. Bạn theo dõi đây này. Người tạo dự án sẽ liên hệ bạn, thông báo cho bạn chúng tôi biết. Nếu bạn nhận chọn nhận thông báo, bạn có thể kiểm tra các truy cập trang này và này sau khi đăng ký kết thúc cộng tác với dự án cần sự hỗ trợ. Đấy thì các bạn sau này có thể check ở đây xem các bạn có trúng giải không nhá. Các bạn thôi. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tham gia vào chương trình iLoop của dự án Autominter và hy vọng là nhiều anh em truy cập chúng ta sẽ trở thành những người may mắn có thể ăn được cái kèo này. Và bây giờ mình xin nói lời chào, xin hẹn lại anh em video tiếp theo.